Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với một video mới nữa của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm make up chứ không phải là làm tóc nữa. Mình lấy ý tưởng từ những cái phong cách make up của những người make up artist Thái. Tại vì không hiểu sao dạo gần đây cái new feed ở trên YouTube của mình nó hiện lên toàn là những cái video clip của những người make up người Thái ấy. Nên là mình xem được xong rồi mình thấy thích. Bởi vì những cái cô gái Thái thì họ có cái nét lai giữa Tây và Á, nhìn nó rất là sắc sảo mà nó rất là đẹp, khó tả. Mình xem mình thích quá cho nên mình quyết định ngày hôm nay sẽ làm thử một cái video make up phong cách giống họ để xem là mình make up có ra được Thái không. Vậy thôi, mình sẽ không nói dài dòng nữa, bọn mình hãy cùng bắt đầu video luôn nhá. Let's go. Bước đầu tiên mình sẽ sử dụng Simple Toner để lau da. Mình sẽ làm sạch da để lớp make up được đẹp hơn. Mọi người có thể thấy cái hiện trạng làn da của mình bây giờ nó không được ổn tí nào ấy, mình đang bị rất là nhiều mụn. Chắc là tại vì mình ăn nóng, cay nóng nhiều quá. Tiếp đến mình sẽ sử dụng primer. Cái này là Skin Veil Base số 20 Rosy Pink của Laneige. Nó có SPF 23 PA++. Đây là mặt mình sau khi đã thoa một lớp kem lót. Thì mình cảm nhận là cái kem lót này nó nâng tông da và làm đều da hơn một chút. Thì mọi người có thể không make up mà sử dụng cái kem lót này không, nếu mà muốn nâng tông da cũng được và có một chút chỉ số chống nắng ở trong đó. Bây giờ tiếp đến mình sẽ chuyển sang nền. Mình sẽ sử dụng nền của Fenty Beauty. Của dòng này là dòng Pro Filter Hydrating Long Wear Foundation. Màu mình sử dụng là màu 120. Mình sẽ bóp vào ra tay. Cái chất của nó cũng đặc ấy, không lỏng lắm đâu. Mình sẽ lấy chổi để tán kem đều trên mặt đã. Xong mình sẽ lấy bông mút để mình dặm lại. Cái việc này thì nó làm cho cái kem nền của mình được dàn trải đều trên mặt và không bị dày quá. Và đây là một nửa bề mặt mình sử dụng nền một lớp. Và bên này là không có gì. Mình sẽ nhanh chóng xử lý nốt bên này không cho mặt hơi kinh. Đúng là cái nền này mọi người nên dưỡng da kỹ một chút ấy. Tại vì luôn mình lười, mình không bôi kem dưỡng ấy. Mình chỉ bôi có toner với cả kem lót thôi. Không biết tại vì kem lót hay là mình không bôi kem dưỡng cho nên là da mình có bị khô này. Nó bị đọng những cái vẩy 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 bong chóc, hơi kích kỳ. Mình mua nền này bởi vì da mình khô ấy. Thế nào bây giờ cái nền này nó lại khá khô. Nếu không dưỡng kỹ thì đánh cũng rất là dễ bị xấu. Cho nên là đây là một bài học, mọi người nếu dùng nền Fenty Beauty này thì nhớ dưỡng da kỹ một chút nhé. Tại vì nó sẽ hơi khô đấy. Bởi vì là mặt mình đang bị rất nhiều khuyết điểm cho nên mình sẽ không thể bỏ qua cái bước kem cho khuyết điểm này. Mình sử dụng Camouflage Matte Concealer của Essence. Thì cái concealer này thầy nói là waterproof và tattoo covering, là chống nước và có thể che được xăm. Thì mình đã mua bởi vì giá nó cũng rẻ. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng cái Etude House thanh khối này, mình chỉ còn đúng tí tẹo 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 này để mình làm khối kem. Mình sẽ sử dụng cây chổi tán này của Zueva, có cái đầu nhỏ nhỏ như thế này. Và thiết kế tức là đầu lông chặt như thế này để mình tán cái kem này ra. Mình sẽ sử dụng lại cái concealer này để cắt lại cái chỗ phần này để cho nó hiện rõ cái phần tối với phần sáng của phần khối này.
Tiếp đấy mình sẽ sử dụng cái đầu highlight sáng này để đánh vào khối sống mũi. Mình sẽ sử dụng má kem màu này là Cheek Tone Cream của The Face Shop, mã C04. Mình sẽ tàn cái màu má này cao một chút. Tại vì mình thấy họ cũng hay có cái kiểu đánh má nó xéo lên gần mắt với cả cao cao một tí, mình cũng sẽ đánh cái má giống như thế. Màu này mình cũng không biết miêu tả nó là màu gì nữa, nhưng mà nó hơi có một chút kiểu hoa hồng khô, à màu hồng đất kiểu kiểu như vậy. Màu này cũng rất là xinh. Bây giờ mình sẽ chuyển qua bước phủ phấn, tại vì da của mình nó đang khô nên mình sẽ chỉ tập trung phủ vào cái vùng dưới mắt với cả chỗ đoạn mũi này thôi. Mình sử dụng Too Faced Born This Way, màu mình sử dụng là màu snow, là màu sáng nhất. Tới thì mình sẽ kẻ lông mày, mình sẽ sử dụng cái bánh xà phòng và cái đầu chổi như thế này để mình chải lông mày. Và phần đánh mắt thì mình sẽ sử dụng nhũ lót mắt ngọc trai của Etude House. Mình sẽ sử dụng màu cam da để đánh vào hốc mắt. Mình đang sử dụng cọ của Zoeva, mã này là mã 231. Cọ này là cọ để đánh vào hốc mắt. Cái thiết kế của nó rất phù hợp để mình tan vào hốc mắt nó được dễ hơn. Tiếp đến thì mình sử dụng màu má để nhấn vào mắt. Cái này là màu má của Buy For You, mình mua bên Thái. Nó có cái màu như thế này, rất là xinh. Mình sẽ sử dụng một cái đầu cọ nhấn để lấy một chút. Cọ mình sử dụng cũng là của Zoeva, cái này là mã 2 bao nhiêu đó, không nhớ vì nó bị mờ mất rồi. Nhưng mà cọ của Zoeva thì rất là thích. Đến thì mình sẽ sử dụng một cái màu má này để làm màu mắt nhấn luôn. Màu này thì đậm hơn màu lúc nãy. Màu này thì nó hơi kiểu hồng tím ý. Cái này là màu má của BBA của Hàn Quốc. Mình cũng sẽ vẫn sử dụng cái cọ Zoeva lúc nãy để nhấn. Thì mình sẽ sử dụng một chút màu nâu. Mình sẽ mix hai cái màu này lại để làm cho đôi mắt có thêm phần sâu hơn. Nhưng màu này mình sẽ không tán lên cao đâu, mình sẽ giữ nó ở thấp phía dưới mắt thôi. Với phần đầu mắt thì mình sẽ nhấn bằng màu nhũ của Colourpop. Màu này là Super Shock Shadow, tên là Summer Loving. Thì đây là một màu nhũ có ánh hồng. Màu của mình nó bị vỡ rồi, mình sẽ không thể cho mọi người xem được bởi vì nó bị vỡ, nó sẽ bị rơi. Mình sẽ sử dụng ngón tay để apply lên mắt.
Ta-da! Mình đã dán lông mi và kể thêm eyeliner, cũng như là mình đã dán một chút cái mi giả ở phần mi dưới nữa để cho mắt được thêm to. Bây giờ thì mình sẽ đánh khối. Lúc ấy mình đã đánh khối kem rồi, bây giờ mình sẽ đánh khối bằng phấn để cho mặt nó được thêm góc cạnh. Khối mình sẽ sử dụng của Wet n Wild, cái bảng này to đùng. Sẽ sử dụng cái màu má lúc nãy mình nhấn mắt để đánh lên cái màu má của mình, đánh má của mình. Mình sẽ lại lấy cái màu má lúc nãy mình dùng để đánh son, làm màu nền cho môi. Thế thì mình sẽ pha một chút với cả màu của em Cosmetic, màu này là màu Rose Nude. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng Glon, cái này là màu highlight. Mình sẽ sử dụng cái này để highlight. Và bọn mình đã hoàn thành xong make up rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh trang tóc tai một chút và mình sẽ quay trở lại ngay.